Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Kính thưa quý anh chị, trong clip ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cho cả nhà về bảng giá, khuyến mãi lăn bánh mới nhất của dòng sản phẩm Hyundai Accent ở trong tháng 2 năm 2023 này. Với rất nhiều các cái chương trình ưu đãi khuyến mãi ở trong phân khúc hạng B. Hyundai Accent cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, một trong những cái dòng sản phẩm mà top 1 những chiếc xe bán chạy bởi ở mức trong phân khúc giá chỉ khoảng 400 tới tới 500 triệu đồng thì rõ ràng Hyundai Accent ở thời điểm tại là một sản phẩm rất đáng mua. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm Hyundai Accent từ phiên bản số sàn cho tới phiên bản cao cấp nhất. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp quyết đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh cả nhà nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm 1.4 phiên bản AT đặc biệt có mức giá bán ở thời điểm hiện tại của bên em là 515 triệu đồng đã bao gồm các chương trình khuyến mãi và nếu quý anh chị mà chúng ta lấy xe ở thời điểm hiện tại thì mọi người cũng sẽ được giảm thêm cả tiền mặt lẫn cả phụ kiện nữa. Vì vậy là để biết thêm cái ưu đãi thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline còn ở thời điểm hiện tại ở trong giữa tháng 2 này thì bên em đang có mức giá bán là 515 triệu đồng. À, với Mức giá bán thì để lăn bánh tại Hà Nội thì mọi người sẽ cộng thêm các tiền phí trước bạn, tiền biển 20 triệu, phí đăng kiểm, phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì tổng cộng lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 603 triệu đồng. Còn nếu quý anh chị mà chúng ta lăn bánh tại tỉnh thì sẽ là 574 triệu đồng. Ở tỉnh ít hơn do tiền thuế chỉ là 10%, tiền biển từ 500 cho tới 1 triệu đồng mà thôi. À, với quý anh chị mà chúng ta vay trả góp thì mọi người cũng chỉ cần chuẩn bị giúp quyết đó chính là 162 triệu đồng là chúng ta đã có thể trả góp rồi. Đại lý sẽ hỗ trợ cho mọi người đó chính là 80% giá trị của chiếc xe tương ứng là 412 triệu đồng. Có số tiền còn lại thì mọi người sẽ à, vay mọi người sẽ chuẩn bị giúp quyết đại lý hỗ trợ là 7 năm và 84 tháng với lãi suất hơn 10% một năm. Đó à, Và quý xin nhắc lại một chút xíu Đó chính là lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 603 triệu Ở tỉnh sẽ là 574 triệu đồng Và nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng Thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline Ở phía bên dưới góc trái màn hình Để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất Với phiên bản Hyundai Accent Phiên bản đặc biệt thì chúng ta có Phanh tay điện tử này Có cửa sổ chơi điều hòa à, rồi có kết nối Android to Apple CarPlay À, đầy đủ các tính năng option cửa gió điều hòa phía sau. À, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên bản AT phiên bản tiêu chuẩn với mức giá bán hiện tại bên em đã bao gồm khuyến mãi 475 triệu đồng dành cho tất cả mọi người. Để lăn bánh được dành cho các quý anh chị ở Hà Nội thì mọi người chuẩn bị giúp quyết đó là 558 triệu đồng ở tỉnh sẽ là 530 triệu. Với số tiền trả góp, mọi người cũng chỉ cần chuẩn bị là 150 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được với phiên bản tiêu chuẩn AT Cạnh tranh trực tiếp với dòng sản phẩm Vios phiên bản CVT à, Với mức giá này thì rõ ràng chúng ta sẽ rẻ hơn so với phiên bản Vios CVT Ít nhất là 60 triệu đồng à, so với cả mức giá niêm yết Tất nhiên là ở... Thị trường hiện tại thì Vios hay Windai đều có cái mức khuyến mãi tương đối tốt thì mọi người cũng có thể xem ở trong kênh của Happy Car cũng nói về Vios. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm đó là 1.4 phiên bản MT phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá chào bán là 452 triệu đồng. Bao gồm các chương trình khuyến mãi, phụ kiện đi kèm theo xe, dán phim, trải sàn, camera và để lắp bánh được dành cho những quý anh chị chúng ta muốn sở hữu phiên bản Accent 1.4 phiên bản tiêu chuẩn ở Hà Nội sẽ là 585 triệu đồng Lắp bánh tại, tại các tỉnh sẽ là 505 triệu dành cho tất cả các quý anh chị để trả góp được đối với phiên bản màu t phiên bản tiêu chuẩn thì một người chuẩn bị giúp quyết là 143 triệu đồng 143 triệu mọi người nha Là chúng ta sẽ sở hữu được với phiên bản 1MT Phiên bản tiêu chuẩn Và cuối cùng là phiên bản số sàn Phiên bản MT 1.4 Phiên bản Base Phiên bản Base thì thông thường cũng không có quá nhiều option Dành riêng cho những quý khách hàng Mà chúng ta chạy dịch vụ là chủ yếu Với mức giá bán là 403 triệu đồng 403 triệu mọi người nha và để làm bánh tại Hà Nội thì sẽ là 477 triệu đồng để chúng ta có thể làm bánh được với ở Hà Nội. Còn làm bánh ở tỉnh thì sẽ là 451 triệu đồng mọi người nhá. 451 triệu dành cho tất cả các quý anh chị chúng ta đang có muốn sở hữu với phiên bản số sàn và hầu hết những quý anh chị mà chúng ta vay trả góp với phiên bản số sàn bây giờ thì mọi người chuẩn bị rút quyết là 128 triệu là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này rồi Đại lý sẽ hỗ trợ 80% giá trị của chiếc xe Và bây giờ thì Quyết cũng xin được nhắc lại Với khuyến mãi ở thời điểm tại Dành cho anh chị như phiên bản đặc biệt 515 triệu đồng Phiên bản tiêu chuẩn AT 475 triệu Phiên bản số sàn tiêu chuẩn 452 triệu đồng Và phiên bản 1.4 số sàn là 403 triệu và đại lý sẽ còn có hỗ trợ dành cho tất cả các quý anh chị nhiều hơn, khuyến mãi tốt hơn nữa. Vì vậy là mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình hoặc inbox trực tiếp thì đại lý cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người về giá bán này, khuyến mãi này, làm bánh ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh để có thể hỗ trợ một các anh anh chị một cách tốt nhất. Cảm ơn mọi người lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điều hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe.